Xin chào các bạn. Trên tay mình thì ở đây đó là cái bộ sản phẩm xét nghiệm tinh dịch đồ tại nhà YoSperm Test bản dành cho Wi-Fi. Chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu tượng Wi-Fi ngay ở trên vỏ hộp. Thì sau đây thì mình sẽ bóc để xem ở trong hộp này có gì nhé. Hộp này sẽ unbox luôn. Trong một hộp thì sẽ có sách hướng dẫn, hai cốc đựng tinh dịch, một đồ đọc phân tích, hai lam xét nghiệm và một cáp kết nối. Lam xét nghiệm thì chúng ta sẽ bao gồm là một thanh lam xét nghiệm, một ống hóa chất để hóa lỏng tinh dịch và một bộ để lấy mẫu. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bộ test YoSperm Test tại nhà. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái cáp kết nối. Với bộ sản phẩm YoSperm Test Wi-Fi thì chúng ta sẽ cắm cáp kết nối với thiết bị. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng chính các cái củ sạc mà điện thoại ở nhà chúng ta hay sử dụng để chúng ta cắm vào. Và chúng ta sẽ cắm vào nguồn điện. Để biết thiết bị đã kết nối hay chưa ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái logo Yo sẽ phát sáng màu xanh. Khi mà đã cắm vào nguồn điện thì logo Yo trên thiết bị thì sẽ có màu xanh xuất hiện. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện là download app YoSperm trên điện thoại. Để download ứng dụng YoSperm Test thì chúng ta sẽ vào App Store ở trên điện thoại iPhone hoặc là CH Play ở trên điện thoại Samsung. Chúng ta search Yo Wi-Fi. Ở đây chúng ta sẽ thấy là sản phẩm sẽ có chữ là YoSperm Test Wi-Fi như trên hình. Chúng ta ấn download. Sau khi download ứng dụng xong, chúng ta chọn Open. Chọn đồng ý, nút màu đỏ. Chọn đồng ý tiếp, nút màu đỏ. Chúng ta chọn Skip for now, dòng chữ màu đỏ bên dưới. Chọn Skip for now là dòng chữ màu trắng. Chúng ta chọn Remind me later bên trái. Đây chính là màn hình bắt đầu test của ứng dụng YoSperm trên điện thoại. Trước khi làm xét nghiệm thì rất nhiều bạn hay mắc phải. Chúng ta yêu cầu đó chính là chúng ta sẽ vào Setting. Chúng ta vào Wi-Fi. Chúng ta sẽ quên cái mạng Wi-Fi mà chúng ta thường hay login ở gia đình mình. Chúng ta chọn là quên mạng này đi. Ở đây chúng ta sẽ tìm thấy cái Wi-Fi Yo 2 là cái cục bộ thiết bị phát sóng. Tiếp theo chúng ta đưa máy về chế độ máy bay, bật Wi-Fi và vào ứng dụng. Ở đây rất nhiều bạn đó là quên, đó là chúng ta lại tắt cả Wi-Fi. Vậy chúng ta yêu cầu là đưa máy về chế độ máy bay và sau đó là bật Wi-Fi. Tiếp theo đó là việc Wi-Fi thì phải quên các cái mạng mà chúng ta đã kết nối, vì là điện thoại nó sẽ nhớ các cái mạng này, dẫn đến là khi việc mà trong lúc xét nghiệm nó sẽ nhảy vào giữa các cái mạng Wi-Fi và dẫn đến là quá trình test chúng ta bị lỗi. Cái này là chúng ta phải lưu ý. Chúng ta thực hiện Start Test. Chúng ta cứ ấn chữ màu đỏ. Chúng ta chọn có hoặc là ok. Yêu cầu là máy đã cắm vào nguồn điện. Logo Yo phát sáng màu xanh. Chúng ta tích vào 2 ô vuông. Chọn kiểm tra kết nối.
Đến bước này thì chúng ta sẽ thực hiện đi lấy mẫu. Sau khi lấy mẫu xong thì chúng ta sẽ tích chọn vào 2 ô vuông, chuyển next sang bước tiếp theo. Chúng ta sẽ đổ hết bột màu hồng vào trong cốc đựng tinh dịch và lắc đều. Sau khi lắc đều thì chúng ta sẽ tích vào 2 ô vuông trên điện thoại, chuyển sang bước tiếp theo. Đến bước này thì đồng hồ đếm ngược 10 phút sẽ chỉ, và qua đó thì chúng ta sẽ phải chờ cái mẫu tinh dịch này hóa lỏng trong vòng 10 phút. Chúng ta để nguyên và chờ. Sau khi hết 10 phút thì chúng ta sẽ ấn next. Chúng ta lắc đều lại một lần nữa cốc đựng tinh dịch. Chúng ta tích đều 2 ô. Ở đây thì có rất nhiều bạn, đó là khi mà làm thì thường là cầm vào cái phần màu trắng trong, dẫn đến là bị lỗi lam. Chúng ta chú ý là chỉ cầm vào phần trắng đục như thế này. Đó. Tiếp theo, một cái câu hỏi mà nhiều bạn hay mắc phải đó là không biết nhỏ vào đâu và nhỏ đã đủ, đã đầy vào cái lam xét nghiệm hay chưa. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái mẹo để chúng ta biết được là chúng ta đã nhỏ đầy lam xét nghiệm chưa. Và mình vẫn hay nhắc đó là đặt cái lam xét nghiệm này lên một tờ giấy màu trắng. Chúng ta để trên các cái mặt phẳng như thế này thì chúng ta sẽ không thể nhìn được đâu, vì nó rất là mỏng và nó mờ thôi. Chúng ta nên đặt lên tờ giấy trắng như thế này. Sau đó là chúng ta sẽ dùng cái tuýp này, chúng ta bóp và chúng ta nhỏ. Thì chúng ta nhỏ thì sẽ nhỏ mặt lam xét nghiệm thì chữ IO này luôn hướng lên trên. Chúng ta sẽ nhỏ vào cái chấm màu đỏ ở đây. Và khi chúng ta nhỏ dưới cái tấm nền màu trắng ấy, và ánh đèn ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái tinh dịch nó sẽ lan vào trong cái ô hình lam như thế này. Và khi cái tinh dịch đã lan hết vào cái ô hình lam này, có nghĩa là đã hoàn thành và xong. Chúng ta không cần phải nhỏ thêm nữa. Sau khi nhỏ xong, chúng ta quay lại điện thoại. Chúng ta tích vào 3 ô vuông và chọn next sang bước tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắm cái lam xét nghiệm này vào đầu đọc. Rất nhiều bạn là đầu đọc này khi cắm thì lại lộ ngược như này, dẫn đến là khi cắm vào thì nó bị ngược lam và kết quả bị sai. Chúng ta lưu ý là đầu đọc này thì luôn chữ IO phải hướng lên trên, lam chữ IO cũng hướng lên trên mà chúng ta cắm vào. Tiếp theo thì nhiều bạn gặp phải cái lỗi đó là cắm không hết lam, ví dụ như thế này. Chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta đẩy mạnh vào, ấn mạnh vào và nó phải ngập vào cái chữ up này thì mới là cắm đúng. Nhiều bạn là cắm hờ, cắm đến đây thôi thấy nó hơi chật chật là không đút vào nữa vì sợ gãy lam. Các bạn đừng có sợ, các bạn cứ cắm mạnh vào. Đấy, như này là chúng ta hoàn thành. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tích vào 2 cái ô trên màn hình, chọn Start Test. Nó hỏi là có kết nối đến bục này không thì chúng ta chọn là kết nối. Đến bước này thì chúng ta không được động vào cái đầu đọc, chúng ta để nguyên trên mặt phẳng và chờ. Sau khi kết thúc, chúng ta ấn tiếp tục, tích chọn chữ X ở trên góc màn hình màu trắng. Đến đây thì là chúng ta đã kết thúc cái bước mà thực hiện xét nghiệm, rút bỏ lam xét nghiệm và vứt vào túi rác. Tiếp theo thì là ở cái câu hỏi là nhiều bạn là sau khi làm xong thì là xem kết quả ở đâu. Thì đối với YoSperm thì kết quả sau khi xét nghiệm thì sẽ được lưu tự động ở trong điện thoại, vì vậy bạn không cần phải lo lắng. Trừ trường hợp là làm xét nghiệm ở trên máy tính thì sẽ cần phải lưu về bộ nhớ của máy tính. Còn lại trên điện thoại thì là hoàn toàn lưu ở trong tự động. Khi bạn mở app lên thì nó đã có sẵn ở trong đấy lịch sử và các lần test rồi, chúng ta không cần quan tâm nữa. Chúng ta sẽ chọn vào Result Active. Đây là các lịch sử các lần test. Chúng ta sẽ chọn vào một lần test. Để xem lại thì chúng ta sẽ chọn vào cái nút Watch. Đây, có cái hình camera đây. Chúng ta xem lại. Thu nhỏ ô màu đen. Chúng ta có thể zoom in, zoom out để xem được các cái hình thái tinh trùng rất là rõ nét. Để gửi cái kết quả này cho các cái chuyên gia để đọc kết quả thì chúng ta sẽ chọn nút share ở đây. Chúng ta chọn đồng ý, nút màu đỏ. Ở đây thì chúng ta sẽ gửi mail về cái mail đó là support@tmsc-vn.com, hoặc là bạn có thể gửi vào cái hòm mail cá nhân của mình để lưu video.
Thì ở đây thì chúng ta sẽ chọn và chúng ta sẽ gửi. Thì nó sẽ bao gồm cái video như này. Thì bạn có thể chọn cái video này để gửi theo cái hòm mail tôi vừa đánh, và chúng ta chọn gửi đi. Chúng ta về home. Trên đây là các cái bước mà để thực hiện cái xét nghiệm tinh dịch đồ tại nhà bằng cái sản phẩm YoSperm Test như tôi đã hướng dẫn, thì hy vọng rằng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình test tại nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.